Và đây là tổng hợp series cái thằng bạn bất ổn nhất Minecraft. Ý dũa tao về rồi đây. Sao mà đi lâu thế trời? Để của mày đây, tự làm mà ngủ đi. Ờ ok, cảm ơn rất nhiều. Còn tao đi ngủ trước đây, bye bye. Đúng là cái thằng lười nằm phát là ngủ luôn được. Đồ ăn hại. Ê vô, cái gì thế này bạn ơi? Thiếu thì tao lấy gì làm được? Mày đùa tao à? Hiểu kiểu gì? Thế thì tao lấy giường mày ngủ luôn. Ê vô, ảo thật đấy. Thôi kệ đi, đi ngủ rước đã. Trời đã sáng rồi à, nhanh thế. Ủa sao cái giường của tao ải bấy qua đây vậy mày? Không biết nữa, không biết nữa, không có nhớ. Ồ, hên quá là nó vẫn hoạt động. Ê mày, có cái gì chơi để cho tao chơi với? Cái này nhìn lạ ghê ta. Ê da, hay vậy ta. À đúng rồi, tao nghĩ ra cái này hay lắm nè. Mày hãy xem tao đây, tao là tao chuẩn bị biến thành cao to đẹp trai đây nè. Bây giờ là gạt cái cần. Mày thấy tao thế nào, cao to đẹp trai chưa? Á đù, nó cao to ra hẳn luôn nè, ảo thật đấy. Ủa mà khoan đã, sao mày mỏng như tờ giấy thế kia? Hả, tao cũng có biết gì đâu, giờ tao cảm giác sắp bay được rồi hay sao ý? Vô mày ơi, chơi lại cái trò hôm qua không mày? Được đó, mày làm đi để chơi tiếp nào. Đợi tao một chút xíu thôi, xong ngay đây. Khó, chết mẹ mày rồi con. Ok, rồi mày vào đi nào. Đó, được rồi nè. Mày thấy tao đẹp trai hơn chưa? Đẹp lắm rồi. Thế tao lên tìm thằng Nga hỏi cưới đây, bye bye mày nhé. Ơ kìa mày ơi, ảo thật chứ không biết nó có chóng mặt không nhỉ? Quay lúc lại lăn ra đây thì có mà tao cười đến sáng mai. Bạn ơi, mày đi đâu rồi? À thì ra là nó ở kia. Đúng là cái thằng chả làm được cái trò chống gì suốt ngày báo thôi. Á đù, cái gì thế này? Con này thành tinh hay gì vậy trời? Ôi dồi ôi, mẹ ơi cứu con. Lại là con nổ này. Mày có bất ổn giống con kia không đấy? Đúng rồi, đứng đó tránh xa tao ra. Ảo thật đấy. À thằng bạn tôi, vãi o, lần này là đến thằng bạn tôi bất ổn đây. Từ từ đợi tao đi nữa nào. Đúng là cái thằng này. Xin vĩnh biệt cô. Anh về rồi đây chó ơi. Anh là anh có quà cho em đây nè. Em cảm thấy thế nào, sủa lên cho anh biết đi. À đây, tao cũng có quà cho nó đây nè. Ôi dồi ôi, tao không biết gì đâu nhé, tao đi chơi đây. Cái thằng mất dạy. Chó ơi, em sao rồi, sủa đi em, sủa đi. Chó của tôi đang sốt rồi anh em ạ. Giờ ra đây hóng gió cho đỡ buồn. Ủa, có con gì đang bay đến thì phải. Nào mày bơi vào đây con lợn này. Ngu chưa, con tao là tao đem mày về nướng muối ớt luôn, tối nay lại say rồi. Hiểu kiểu gì? Hôm nay tôi sẽ tạo một con quýt giờ ba đầu cho anh em xem nhé. Xong đem về cho nó trong nhà luôn. Ồ, cái con này của mày thiếu cái gì ý? Ừ thì thiếu một cái đầu nữa cơ. Thôi thì cho tao mượn tạm cái đầu mày nhé. Và thế là hoàn thành rồi. Xuất sắc luôn, quá tuyệt vời. Ê mày chạy đi đâu đấy cái thằng kia? Đầu tao mới lắp đấy, chạy từ từ thôi, cả rớt hết đầu ra bây giờ. Đầu tao cũng biết gì đâu, người tao nó tự chạy ấy chứ. Ôi thôi xong rồi. Đi vô chào thằng báo thủ nhé. Nay tao ăn trộm à nhầm, ăn xin được nhiều đồ lắm. Giờ là phải làm cái rương để cất bớt thôi. Hôm nào cũng như hôm nay thì có phải giàu rồi không? Mở ra, kìa mở ra cho tao. Cái rương này bị sao vậy nè? Á đù, nó mọc chân tay luôn rồi nè. Ảo thật đấy, để cái rương của mày đấy nè. Không phải tao đâu, tao đi chơi đây. Á đù bạn ơi, có còn ổn không vậy? Sao mà im re vậy mày? Sủa cái gì đi chứ, mọi hôm sủa nhiều lắm mà. Ủa, nó biến thành cái rương thật luôn nè. Ủa rồi giờ mày là bạn tao hay cái rương? Không biết nữa, không có nhớ. Ô cá thật là bình yên. Hả, yên yên cái gì đấy? Rồi xong, tôi là thấy cảm giác bình yên biến mất rồi đó. Tao có con cá này to lắm đây nè. Cái con mèo kia mày tính làm gì? Ủa, alo, cái gì thế này? Con cá này mày lấy ở Bình Dương về đúng không hả? Không biết nữa, không có nhớ. Đồ ăn hại. Ê vô, cho hỏi là có ai ở nhà không vậy? Cho tôi để nhờ quả bom xíu nào. Không có ai à? Thôi thì cho tôi để nhờ thêm mồi lửa nhé. Ủa mà hình như có cái gì đó sai sai thì phải. Đồ ngu, đồ ăn hại. Kìa, hình như có con gà thì phải. Đúng rồi, tối nay lại được ăn ngon rồi. Gà của tao, con này là của tao. Ê vô, mày lại tính làm gì? Ăn gà chứ làm gì nữa mày. Đây gà của mày đây nè, đem về ăn đi nè. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Lâu lắm mới đi câu cá với thằng bạn. Ê vô, cá to mày ơi. Mày chạy đâu con số này?
Bây giờ thì làm thú cưỡi cho tao đi nào. Được rồi, đi thôi. Ảo thật đấy. Á đù cái đéo gì thế này. Mày ơi, mày bình thường lại hộ tao một tí đi, tao sợ mày quá rồi. Hồng bé ơi. Rảy. Bố bé bánh bé. Hú hú anh em ơi, nay tôi có trò mới siêu hay luôn. Đó chính là bắn pháo hoa. Hòa quá là đẹp luôn. Ê dù mày có cái gì mà hay thế cho tao chơi với. Mày cũng muốn chơi à? Đây của mày đây, đeo vào chân ý. Rồi tao chỉ cách chơi cho. Như thế này ý hả? Đúng rồi, giờ để tao châm lửa là xong rồi. Lên cùng trăng nhớ xin chữ ký của chị Hằng cho tao nhé. Cái thằng mất dạy, tại mày bảo muốn chơi mà giờ lại còn chửi người ta nữa chứ. Mày câm mồm đi. Quá là đẹp luôn. Đây thuyền về rồi đây bạn ơi. Sao mày đi nhanh thế, đã về rồi? À tao trộm, à nhầm mượn của mấy anh ngoài kia ý mà. Ảo thật đấy. Ủa rồi cái này dùng thế nào vậy mày? Có phải là ăn nó không? Ngu rốt. Á đù vãi hò. Kiểu kiểu gì? Cũng hay phết mày ạ. Thôi lên tao chở đi luôn này. Mày thật là quá bá đạo đi mà. Đi cẩn thận, cả rớt tao xuống thì tao lại đấm cho. Không trượt phát nào. Ok ok, cảm ơn mày nhé. Từ từ khoan đã, mày cho tao hỏi cái. Rồi giờ tao biến trở lại kiểu gì đấy? Cái đấy thì tao chịu. Thôi mày ở đây luôn đi. Mày câm mồm đi. Đây rồi bạn ơi, tôi mang nước tới rồi đây. Ôi thôi đổ hết mất rồi. Không sao, cảm ơn mày nhé. Mày hãy xem tao biến hình đấy nè. Á đù trông xịn xò quá đi mất thôi. Gáy lên bạn ơi. Gáy. Bố mày tinh tách. Ôi dồi ôi luôn. Cứ như thế này bọn đen xì xì chắc phải đưa vào danh sách động vật gần tuyệt chủng luôn quá. Thôi mày ơi, báo thế đủ rồi đấy. Hồng bé ơi. Nhìn cái mặt nó kìa, trông có ngu không chứ. Ngôi làng này nhìn có vẻ giàu đấy, vào xem có kiếm ăn được cái gì không nào. Ây dô, mấy con này trông hơi lạ lạ thì phải. Bọn này chắc ở Bình Dương về rồi. Hiểu kiểu gì? Đù nhìn có tí mà bị chúng nó chửi ghê vậy trời. Cái ngôi làng này vừa vào là thấy hơi bất ổn rồi đấy. À đây rồi, có người đây rồi. Anh ơi cho em hỏi, anh cất vàng bạc châu báu ở đâu đấy? Nhìn mặt ông này nguy hiểm vãi hò. Thôi đi hỏi ông khác vậy. Ây dô, mấy anh đẹp trai à, cho em hỏi chút xíu. Mấy anh cất tài sản ở đâu đấy để em lấy? Anh ân cần nhỏ nhẹ và nói. Cút ra ngoài! Ây dô, anh em xông lên bắt lấy nó. Đừng có để cho nó chạy thoát. Ai bắt được tối về thưởng nóng 400 củ. Ngu dốt. Ây dô, cái quả bom này. Cút mẹ mày đi. Sao đó được. Đen xì xì à, cho tao đi nhờ một đoạn đi. Ồ cảm ơn nhé. Cút mẹ mày đi. Ôi trời ơi. Khó khó khó, chết mẹ mày rồi con. Cái bọn này là đuổi dai thiệt chứ, tao xuống địa ngục cho bọn mày tìm. Nói thế chịu rồi chứ, biết sao giờ, đi. Tao xuống địa ngục kìa anh em, xông lên. Kiểu kiểu gì? Á đù, cái bọn này tới đây thiệt hả? Rồi giờ chúng mày đuổi hộ tao cái. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà như thế này. Ây dô, cái con này cho mượn xài chút nhé. Và đây là món quà để cảm ơn mày đây. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhé. Hàng của anh đây, tiền của tôi đâu? Mình phải ngăn hắn lại mới được. Ôi dài. Ôi chết hụt mất rồi, cái gì vậy? Mặt xác chúng mày, tao đi chơi với rồng đây. Ôi trời ơi. Đó được rồi, các bạn nhảy đi nào. Một thằng ngu, hai thằng ngu. Kiểu kiểu gì? Đi thôi nào. Rồng ơi, anh đến với em rồi đây. Cực kỳ thuyết phục. Tuyệt quá, tuyệt quá. Thế mới là hảo hán chứ.
em đây rồi lâu lắm mới gặp lại. Xử lý bọn nó cho anh đi. Hồng bé ơi, sao đó nữa. Ôi xong thế là hết rồi, tao đi về ăn cơm với mẹ tao đây. Ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa tất cả chúng mày chờ đó. Trời ạ, à, bao giờ mới làm xong đống này đây? Còn cái niệm. Ôi trời ơi, khó khó, chết mẹ mày rồi con. Cái thằng này muốn chết sao? Quá đơn giản, ta là nhanh nhất. Bố mày tinh tức. Nhanh này, nhanh nữa đi, chạy cho tao xem nào, mày thích thể hiện à? Ê, xin lỗi được chưa? Tao số 2 thì chưa ai là chủ nhật đâu, cứ làm tao phải cấu. Xin chào các bạn, hôm nay tôi có thuê 100 ông dân làng về để làm cái thí nghiệm nho nhỏ. Chúng ta thử kết hợp 100 ông dân làng lại xem sẽ xảy ra chuyện gì nhé. Mấy cái ông này là tôi phải thuê mất 400 củ của tôi đấy. Mong là sẽ thành công mỹ mãn, chứ đừng có thất bại. Thất bại là lại làm đám tan cả làng đấy, ha ha. Ôi trời ơi, hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Công tác chuẩn bị đã hoàn thành và giờ là lúc bắt đầu thôi nào. Ôi trời ơi, á đù đây có phải siêu cấp dân làng ở trong truyền thuyết? Ủa mày tinh tức. À thế à. Gần hào lắm bởi mày lấy tao. Tao mơ đến lớp 5 tao còn chưa sợ. Ây dô anh em ơi, tôi là tôi chán chơi cái hệ gọi là vật lý rồi, nên là tôi chuyển qua chơi hệ phép thuật luôn. Quá là đơn giản, giờ chỉ cần tháo cái tay ra như thế này này, xong rồi chúng ta bắt đầu rèn thôi. Đầu tiên là cho cái tay của tôi vào, giờ là đến quyển sách ma thuật. Xong rồi, quá là hoàn hảo luôn. Giờ phải kiếm cái gì để test thử. À đây rồi, test thằng bạn là hợp lý nhất này. Ây dô mày làm cái gì vậy? Ủa tay mày bị chó cắn hả? Cút ra ngoài. Sao mà đó được? Dạ. Sao mà đó được? Lấy đâu được cái con này đấy? Tao đi ăn trộm chứ lấy đâu ra? Vãi hò, vực kìa mày, cho nó dừng lại đi. Mày cứ phải phở lò nhỉ? Ôi dồi ôi, con này biết bay luôn hả trời? Thật là đáng sợ quá đi. Ủa mà đang rơi hay sao ý? Không biết nữa. Vãi hò, may quá chưa đăng xuất. Đấy tao bảo ngu thì lại tự ái, cơ giờ còn cái nghịch.